Hello, xin chào quý anh em và cả nhà. Sáng nay cái xin xin Tết làm nổ bộ gieo một em dân 6BH. Em này là bít tông một tắc lẻ 95 ly. Sức ngựa là 130 sức ngựa và 2700 thôi. Lắc em này nè. Không phải đây, không phải luôn, em kiếm qua luôn. Em nghe tiếng nổ giòn sướng nha. Ok, cảm ơn quý anh em đã theo dõi. Các bạn thấy nước sơn đổ thôi, thấy thế là body cũng khá đẹp. Đây là máy bên Nhật người ta phủ lại cái phủ sơn trắng để bảo vệ thôi, nhưng ngoài nói là còn khá rất là đẹp. Okay. Rất tuyệt vời cho buổi sáng hôm nay. Các anh em nhìn thấy không qua nè. Dạ, sao anh? Cái nắp rồi. Vậy hả? Ok. Ok. Cảm ơn quý anh em và các bạn đã theo dõi và ủng hộ video kênh Cây Xin. Các bạn có nhu cầu xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0903 070753. Các bạn thấy rất quá đẹp luôn. Nhìn người phải nhìn từ tấm lòng bên trong, đừng nhìn bên ngoài nhé các anh em. Nhìn nhiều anh em nhìn cũng như cái máy thôi. Các bạn nhìn bên ngoài như thế này, chắc các bạn đầu tiên nhìn vào các bạn sẽ nghĩ là máy không bắt mắt, bởi vì cái mã ngoài đúng về cảm nhận thì anh em thấy đây, nhìn cũng hơi xấu xí chứ, nhưng mà lại gần thấy mượt mà quá. Giống như tối hôm qua cây xin cũng giao một cái máy 4 Isuzu, phải nói là khách đã khen nức nở không một lời phải suy nghĩ. Chúc anh em cả nhà luôn tìm được những con máy ưng ý. Và hôm nay đối tác của Cây Xin cũng sẽ tôi sẽ có những con máy rất là đẹp ha, hài lòng, hy vọng sẽ đưa xuống tàu và hoạt động sớm cho mùa biển đầu năm. Okay, cảm ơn quý anh em và các bạn đã theo dõi kênh Cây Xin, và các bạn đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video thường niên của Cây Xin. Các bạn có nhu cầu đang tìm máy thì xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0903 070753. Chúc anh em và cả nhà một ngày thật là vui vẻ. Xin chào thân ái và hẹn gặp.